Hello, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay Khánh với lại Diêu Lê lại tiếp tục được gặp lại nhau, hội ngộ nhau. Ngày hôm nay thì Khánh đi quay mới vừa về nên các bạn được thắc mắc về trang phục của Khánh. Mắc công các bạn lại nói là ủa sao Khánh đi ăn mà sao ăn mặc áo vest, còn chú là mới đi hay là mới đi bơi về mặc áo phao các bạn ơi. Đó, chú mới đi bơi về. Bơi về nha. Ok. Và ngày hôm nay Khánh nói là Khánh muốn phục thù. Phục thù trong cái sau cái bữa ăn mì cay ngày hôm trước. Nếu như bạn nào hôm bữa chưa coi được clip mì cay thì các bạn có thể qua fanpage của Khánh hoặc là của Gil hoặc là YouTube của Khánh hoặc là của Gil để theo dõi. Để cho các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem không? Thôi đi ha. Hả? Và các bạn nhớ nhấn nút theo dõi kênh YouTube của Khánh và Kiều để theo dõi được những video clip hấp dẫn trong thời gian mới nha. Cái gì sọc lên mặt chú vậy? Cái đèn ở chỗ. Ok. Ok. Rồi. Rồi và ngày hôm nay thì như thường lệ thì gặp nhau lại đi ăn với nhau. Ăn nãy giờ ăn non nê 2 3 tiếng đồng hồ rồi thì mới sực nhớ là bây giờ có trò để chơi rồi nên là quyết định bây giờ sẽ bắt đầu chơi. Trường lại một ít để mà chơi. Đó chính là trò chơi mình tên gì? Không có tên luôn cho mọi người đặt. Cho mọi người đặt đúng không? Mọi người thấy trò này như nào mọi người đặt, nhưng mà mới bày ra một cái tại vì Khánh phục thù thì mình phải bày game. Bây giờ thì mọi người thấy cái tô này không, trên đĩa này có sẽ có 6 miếng sashimi. Sashimi surprise sashimi. Okay. Thì nó chỉ sáng. Nhá, 6 miếng sashimi xong rồi. View với Khánh sẽ có hai cái lá này. Lá bồ đề. Alo. Chị lá gì vậy? Chị lá gì vậy? Nãy là oba. Là oba oba em không biết nữa. Thì bây giờ mỗi người cũng có một chén wasabi. Nào, chén của Khánh đâu? Hả? Đây, đây là chén wasabi của Khánh. Đó. Dạ, và wasabi này rất là cay nha các bạn. Mà chưa kể là mình còn ăn kèm với gừng. Và ở trong hai cái nước tương của Khánh với lại chú Gil thì còn có rất là nhiều ớt sắc nữa. Không khoe được, okay, chúng ta đặt chung wasabi đi. Ok, wasabi. Rồi, bây giờ mọi người có hai cái lá. Bây giờ tùy tâm, mọi người sẽ để vào. Vậy hai lá, bốn lá mà. Mỗi người có hai cái lá. Dạ. À, mỗi người tùy tâm để bao nhiêu wasabi vô tùy. Đó, ví dụ như hai cái lá mà. Đều như vậy đi. Ví dụ xong như sẽ úp lên cái miếng sashimi này. Dạ. Đó, ví dụ luôn đó, che lại. Dạ. Khánh cũng làm y chang như vậy. Cũng như vậy. Xong sau đó là Gil với Khánh sẽ bịt mắt lại. Ừ. Sẽ có một bàn tay thần kỳ của cậu bé vui vẻ. Cậu bé vui vẻ. Cậu bé vui vẻ sẽ giúp Gil với Khánh tráo những cái lá này không biết vị trí nào ở đâu hết và không biết cái lá nào có ít hay nhiều wasabi như nào, thật sự là không biết luôn. Dạ. Sau đó là sẽ bắn tù xì, ai thắng sẽ được gấp trước một miếng. Cứ chơi như vậy và ai dính thì chịu thôi. Dạ. Và với điều kiện của ngày hôm nay là gì? Con không muốn là chú ra những điều kiện quá khó. Chú phải ra những điều kiện dễ để con có cơ hội được phục thù. Ok, luật. Ok. Nghĩa là gấp đã đụng đổi miếng nào là không được tí hí nha, gấp miếng đó là không, có nghĩa là ok, có nghĩa là gấp rồi thì muốn tiền thấy gì thì thấy, đúng không? Tại vì một khi đã gấp là không bao giờ thay đổi. Gấp lên rồi là cái đó của mình luôn, muốn nhìn hay không nhìn nhưng mà phải ăn, bắt buộc phải ăn. Ok. Tại vì thật ra thì sau cái đợt ăn mì cay từ giờ Khánh đã rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm và Khánh có thể ăn được cay hơn và Khánh đã tập luyện để ngày hôm nay có thể tỉ thí cùng với là chú Kiều Lê của mình. Để coi sao. Ok. Mình chơi đi nha. Ok. Here we go. Let's go. Này ví dụ lấy ra. Ăn như một cục đó đi. Chết luôn hay chi vậy? Rồi ok. Ok, mình bắt đầu chơi chú. Bắt đầu nha. Có luật gì không ta? Chỉ là phải bỏ miệng mà ăn cho hết. Ra. Một là uống nước, chỉ một là uống nước. À, đúng rồi, một là uống nước trà đá. Không được biểu cảm. Không được biểu cảm thì mất vui. Đấy là khi ăn vô cây không được biểu cảm. Thôi phải được biểu cảm chứ. Đấy là ai biểu cảm thì thua. Ráng chịu thì tính một điểm. Không. Ủa này là bài giám khảo này sao mình cho ý kiến nhiều quá vậy? Dạ? Cậu bạn vui vẻ thôi mà. Là cậu bạn chỉ có trách nhiệm là xếp thôi. Nhưng mà không biểu cảm thì làm sao người ta biết cái miếng có wasabi hay không? Đúng rồi, ok. Bây giờ bắt đầu là chú không thể cầm vô được khi mà chú ăn wasabi vậy. Chúng ta phải ok trò chơi này gọi là những chú bé lạnh lùng. Cái gì vậy? Những chú bé lạnh lùng là cái gì? Lạnh lùng thì chỉ có chú lạnh là chú đang mặc cái áo vest lên cho áo khoác nó thôi, đó chứ không ai lạnh đâu. Ok, bây giờ game là ăn sashimi cùng wasabi. Nói vậy cái gì nhảy nhảy. Nhạc quá luôn á. Thôi mẹ, có về tự đặt tự sau đi. Okay. Rồi chơi nè. Alo. Ok chơi, sẵn sàng cho chú chơi. Ok, chú không muốn biết là Khánh để bao nhiêu wasabi đâu. Ok. Cái rồi mình để mà lỡ mà trúng cái miếng mình tự hại mình luôn á. Nói gì nhiều vô, cái 5 phút rồi kìa. Chắc con về cũng tôi nhanh lên. Rồi nhá, bây giờ Khánh bắt lại đi để chú khoe cho mọi người cái miếng lên. Rồi. Khánh hợp lên luôn rồi, cái gì vậy? Để khoe cho mọi người đã. Khánh khoe rồi, giờ Khánh hợp chứ. Khánh chế hai miếng lần luôn. Khánh chế trước miếng rồi. Chú nhắm mắt rồi nha, giờ chú khoe nè. Trời ơi, coi chừng là gậy ông đập lưng ông đó, còn chỉ nói như vậy thôi. Con sẽ phải uống một chút nước để tinh thần. Ủa? Chỉ được một lọ nước thôi rồi xong. Rồi Khánh thua. Trời ơi. Ấy là chưa thua nhưng mà sẽ mất cái quyền uống nước của mình rồi nha. Ấy con ủa chú hai cái rồi hả? Xong rồi chú quay qua chỗ khác đi, con còn cái nữa. Dạ chú khỏe không? Chú ổn nha. Nhưng mà chú biết bệnh viện nó hoạt động tốt không? Sao trời chơi thì chú không biết nha. Nhưng mà người mình yêu thì đã yêu mình chưa ta? Chứ có người mà mình yêu thì làm sao biết đã yêu mình chưa ta? Dạ được rồi, cảm ơn. Rồi. Biết cái tôi để làm gì không các bạn? Cái tôi này là Khánh với lại chú Kim Lê kêu ra để một lát thì có ăn cây quá thì ói vô đây. Ok, bây giờ cái tôi này không được sử dụng. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi ok chú ơi. Dạ con sẵn sàng rồi. Nhưng mà sao còn dư hai miếng vậy ta? Thì tại vì chú sẽ là Vũ sẽ là người random. Trời ơi, 4 miếng thế nào cũng chết. Ok, rồi tụi mình xong quay. Bây giờ hai người quay đi chỗ khác đi để anh cháo cái miếng này. Nhanh okay. Nha. Cái đoạn này tôi nhanh đó nha, cái đoạn này tôi không có cắt nha để bảo đảm được cái sự chân thật. Ok, với con mắt quan sát của anh á thì á anh thấy là cái sợi cây còn đúng cái miếng này thì đã ngon ngon rồi nha. Không có là làm cây cái chỗ đậu bể gì ta. Thank you.
hồn kìa. Cái nắp chú hồn kìa. Ok rồi, ok rồi, bây giờ sẽ bắt đầu gì dạ. Bây giờ tính theo hàng, cứ hai cái giờ bánh xì là ai thắng sẽ được chọn trước một trong rồi một hai ba biết ngay. Xin thưa các bạn fan của chú, có một cái bài post con thấy rất là mắc cười là luôn luôn quảnh tù xì là ra cái búa đầu tiên, nên là con đã biết mánh rồi, nên là con ra cái bao ngay lập tức. Rồi vậy đi. À dạ. Đang chơi. Ở đây không có đồ chuyên dụng để quay á. Rồi ok, luôn luôn ra cái búa đầu tiên thua rồi, ok. Vậy là bây giờ chú sẽ là bóc đầu tiên. Ủa đâu? Thắng được bóc trước rồi. Ok. Còn lại xem thấy lấy cái nào được chọn. Hàng dưới đúng không? Chọn hàng dưới đúng không? Không biết gì hết trơn á. Ăn lấy nào lấy hả? Rồi gấp lên rồi, gấp lên rồi. Chọn rồi là gấp. Ê, bị dính chữ chữ lại dính rồi, bị lộ ra hết á. Rồi, lấy coi đi, coi thử có cái gì không. Nè các bạn, bây giờ không cắt máy nha, bây giờ là ăn nha. Hay là mở cho các bạn coi luôn nha. Coi coi cho bất ngờ. Bà nhiều quá rồi, ôi có ớt đâu ra đây. Nhưng mà Vũ bỏ thêm ớt nữa hả? Hả? Ủa sao cái miếng nào cái gì ta? Em sao khi ủa Vũ? Ai biết đâu đó là em chọn. Giang giang hả? Cái này cái nào cũng phải. Đâu, có những miếng đâu có đâu, có những miếng này không có gì hết. Rồi tôi chán này chán. Không để sặc nha. Cảm giác bùng nổ là biết gì. Trời ơi, như gần như nửa chén luôn á. Để ớt nữa. Ai mà ác vậy? Bình tĩnh không? Chứ lên, chứ từ từ thôi nha, đừng để sặc sặc, sặc đau lắm. Nó học lên rồi, học lên rồi. Cái tô kìa anh. Ai nhảy ra tô nó thua luôn. Ai nhảy ra tô nó thua luôn nha. Sao không ơi? Có muốn nước không vậy? Ăn canh. Không uống nước thì ăn canh. Chú ơi, nó sọc lên mũi. Trời ơi, chóng mặt luôn á. Trời ơi, nghe thiệt ra. Bây giờ con thấy cái mùi này nó còn thơm hơn cái mùi nắc chú luôn á. Ý là cái mùi nó ám ảnh luôn rồi nè. Trời ơi. Rồi, tiếp. Bỏ vô này tiếp hả? Ai kêu mới uống nước là mất luôn cái lượng uống nước của mình. Ủa, sao lại đâu có giờ uống nước? Như một thói quen. Thôi, để hai đứa ra ngoài luôn đi. Chứ giờ ra được cái gì. Rồi, ok, ok. Có cái gì thế? Có đang cái búa đó không vậy? Để biết để con đang cái nào. Để thấy rồi, thấy rồi. Ok. 1 2 3. Yeah! Hãy vậy chứ. Cái này. Đâu mở ra, coi mở ra cho các bạn. Cái sao? Trời ơi. Hai cái miếng này quá bình thường luôn quá. Bình thường như yêu. Ok. Mày là một người may mắn cái túi xoay. Đó đó, bắt buộc cái này, bắt buộc cái này. Bắt buộc hả? Cái hàng mà. Rồi ok. Trời ơi. Trời ơi, còn có ớt bột nữa hả Vũ? Mày điên rồi Vũ ơi. Ủa sao nãy giờ chú sao vậy? Chú mua giải đúng không? Chú mua giải đúng không? Chú ai mua chuột chủ đúng không? Trời ơi, chết rồi, vậy có nên chấm một miếng không? Chú chấm thêm một miếng nữa. Không, ba chú có nó bị. Nó tương á. What the wasabi? Cũng khá khá nhiều đó. Tại vì 4 lá thì chắc chắn là sẽ còn, cả hai cái kia sẽ còn. Phải dính thôi. Ok, cái còn lại là của con rồi. Mọi đang coi cái gì hơn không? Chú để gần lại coi, chú để gần lại coi. Sao con luôn luôn nhiều hơn vậy? Tự mình hại mình
còn lại coi như là hai người quyết tâm chiến thắng rồi, bỏ nhiều hết trơn. Ê, nhưng mà nó nghe nè, cho em xin thêm một miếng gừng nha, tại vì ăn wasabi không nó mà đâu có ai cắn đâu. Ok, tại ăn wasabi không nó bị sọc sọc lên quá. Không có lực nào cắn hết. Mình cùng nhau một cái à. Chú chào con xíu. Ê, chết nó rớt chú ơi. Thôi cũng dễ, chủng dễ thì không lùi miệng, cũng dễ. Kịch. Rồi ok. Chết con rồi chú ơi. Vừa ăn một cái gì nữa, vô đây ăn. Nha, mình tính mình hòe đi. Hòe? Ủa? Sao cái gì mà nhân đạo vậy? Ủa? Chương trình thua chứ. Chương trình của Sabi nhân đạo hả em chả? Tại Khánh ăn nhiều, hai miếng to đùng rồi. Nhưng mà thua vẫn là thua. Rồi hả, phụng thôi. Thua rồi, thua rồi đó. Thắng rồi. Yeah. Ủa, ok. Chú Khánh rồi thì nó là không cho thua rồi chú Khánh. Thua mà dê. Để làm chúc mừng chú á, congratulations my uncle, Gil Lê. Ok, rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của Khánh và Gil. Nếu mà mọi người muốn gọi là Khánh rồi đó. Gọi là giảng hỏa phải? Giảng hỏa? Phục thù Nói chung là những cái thử thách tiếp theo á. Thì giúp Gil với Thắng bình luận vào để giúp Gil với Thắng có thêm nhiều trò thú vị nữa. Để bày ra coi đây là cuộc chiến hai chú cháu. Dạ. Bây giờ chú lại đang dẫn trước 2-0 rồi đó. Ok, hy vọng là các bạn sẽ comment thật bình luận thật nhiều những cái thử thách dành cho Khánh với là cày quá chú ơi. Cho Khánh với lại chú Gil để mà hai chú cháu mỗi lần gặp nhau sẽ có những cái video clip thật là vui, thật là dễ thương và thú vị đến gửi đến cày quá chú ơi. Để gửi đến các bạn quá đồ quá sobi. Đang tự nghĩ thì hết trò rồi. Okay. Mọi người phải phụ cơ. Các bạn phải nghĩ phụ nha. Nói chung là các bạn hãy nhớ theo dõi Khánh với lại chú Gil trên mọi phương diện, YouTube, Instagram, Fanpage, Facebook. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, bye bye.